À, xin chào quý vị trở chương trình trực diện TV. Thì hôm nay tính theo giờ của Việt Nam là ngày 20 tháng 7 năm 2022, và cũng là ngày mà Tòa án Nhân dân của huyện Đức Hòa của tỉnh Long An tiến hành mở cái phiên tòa sơ thẩm để mà xét xử các cái bị cáo trong một cái vụ án hình sự mà được rất là nhiều người quan tâm. Và cái vụ này đó, những người ở trong nước không mà ngay cả những người Việt Nam ở tại hải ngoại cũng rất là chú ý đến cái phiên tòa này. Đó là cái vụ xét xử những cái bị cáo nằm trong cái gọi là Tịnh Thất Bồng Lai, hay còn một cái tên gọi khác là vụ án Thiền A Minh Bờ Vũ Trụ. Thì theo như cái cáo trạng mà Viện Kiểm sát truy tố đó, thì những cái bị cáo này bị truy tố tại cái điều 331 của Bộ Luật Hình Sự, tại cái khoản 2, và đó là cái tội gọi là lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Thì các cái bị cáo trong vụ án này, chúng ta đã biết cái người lớn nhất đó là cái ông Lê Tùng Vân 90 tuổi, rồi Lê Thanh Hoàn Nguyên 32 tuổi, ông Lê Thanh Nhất Nguyên 31 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương 27 tuổi, Lê Thanh Nhị Nguyên 24 tuổi và bà Cao Thị Cúc 62 tuổi. Và cái vụ án này trước đây cũng đã được dự kiến mở ra cái phiên tòa sơ thẩm vào ngày 30 tháng 6. Tuy nhiên thì thời điểm đó cái phiên tòa được mở ra, nhưng mà những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, hay là một số những cái nhân chứng được triệu tập đến phiên tòa, thì người ta đã không đến, và không đến vì không có những cái lý do. Cho nên là ở phiên tòa đó, sau khi mà coi như là đã họp, hội đồng xét xử đã họp lại, và sau đó thì phán quyết là đưa ra một cái quyết định rằng là phải dời phiên tòa, tức là hoãn lại, và phiên tòa ngày hôm nay mới được mở lại, tức là sau khoảng 3 tuần. Thì ngày hôm nay khi mà phiên tòa mở ra, cũng có một số các cái nhân chứng, một số các cái người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong cái vụ án cũng bị vắng mặt. Tức nghĩa là những người mà lần trước họ vắng đó, thì lần này họ phải đến tham dự nhiều hơn. Tuy nhiên thì vì cái vụ án này đó, nó có quá đông những cái nhân chứng, và nó cũng hoặc là những cái người mà có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, cho nên đó là cũng có một số trường hợp họ vắng mặt. Và trước cái sự vắng mặt như thế này, thì theo như cái thủ tục mà mở ra cái phiên tòa phải có ý kiến của các bên. Thí dụ như vị đại diện viện kiểm sát ở tại phiên tòa, thì trước cái sự vắng mặt của những người mà nhân chứng như vậy, những người mà gọi là quyền lợi nghĩa vụ liên quan như vậy, thì ý kiến của viện kiểm sát như thế nào, và ý kiến của các vị luật sư như thế nào, và hội đồng xét xử thì gồm có thẩm phán và những vị hội thẩm đó, người ta cũng sẽ họp lại mà xem xét. Thì ngày hôm nay trước cái sự mà vắng mặt như vậy, thì đại diện viện kiểm sát cho rằng là cái việc mà vắng mặt cái phiên tòa này đó, đây là một cái phiên tòa mà lần trước đã bị hoãn rồi. Thì ai cũng hiểu rằng khi mà diễn ra một cái tố tụng, tức nghĩa là một cái thủ tục, và khi sau khi mà kết luận có cái cáo trạng rồi chuyển cái hồ sơ qua tòa án, và người ta cũng có những cái thời hạn bao nhiêu ngày thì để mà kết thúc điều tra, bao nhiêu ngày thì ra cáo trạng, bao nhiêu ngày thì ra cái quyết định để mà đưa vụ án xét xử, và bao nhiêu ngày phải xử sơ thẩm. Và tất cả những cái điều này thì vị đại diện viện kiểm sát hôm nay xác định rằng là vì cái phiên tòa này đã bị hoãn một lần rồi. Và cái yếu tố quan trọng nhất là những người mà vắng mặt ngày hôm nay là nó không ảnh hưởng đến cái tiến trình xét xử. Theo cái kiểu người ta nói rằng là những cái lời khai hay là những cái chứng cứ nó có trong cái hồ sơ của vụ án, hoặc là người ta đã có những cái sự trình bày trước đó rồi, cho nên là cái sự vắng mặt này nó không làm thay đổi cái quá trình mà xét xử, hay là thay đổi cái bản chất của vụ án. Thì còn đối với các luật sư đó, thì các luật sư người ta vẫn giữ cái quan điểm, và luật sư cho rằng bào chữa cho các bị cáo thì hôm nay đưa ra tới 10 cái ý kiến, và theo đó đó thì cái nội dung chủ yếu cũng nói rằng là cái việc mà có một số các cái chứng cứ có cái dấu hiệu giả tạo, hay là nói rằng cái hồ sơ của vụ án có dấu hiệu bị sai lệch, rồi có hay không cái việc thay đổi kiểm sát viên trong cái quá trình điều tra, và cơ quan công an có cái thông tin đó là đã cho cái báo giới biết rằng là cái vụ án này đang được tiến hành điều tra về cái hành vi loạn luân, cái tội loạn luân, nhưng mà trong thực tế đó thì không có một cái chứng cứ nào xác định rằng, hay là có một cái quyết định khởi tố và về cái tội gọi là coi như là loạn luân. Thì tất cả những cái điều này các vị luật sư đòi hỏi phải làm rõ,
Thì trước cái phiên tòa chúng ta thấy rằng có những cái thông tin như là một cái kênh YouTube hình như là của ông là luật sư Trần Văn Sĩ hay cái gì đó, hay là một số các cái trang mạng xã hội của một số các cái cá nhân, ngay cả những người trong cái ngành pháp luật hay một số những cái người mà luật sư, thì cũng có nói rằng là ở phía bên luật sư đã từng đưa ra một cái đơn, theo đó thì tố cáo cái cơ quan tố tụng ở địa phương, cụ thể như là cơ quan công an của huyện Đức Hòa, và đã có những cái sự sai phạm tố tụng, và người ta dẫn ra rất là nhiều các cái trường hợp sai phạm tố tụng, và đề nghị cái phiên tòa này á, là phải chuyển về tòa án của tỉnh Long An xét xử, theo cái kiểu rằng là trong cái vụ án này vì truy tố theo cái điều 331 có một số người bị hại đó là nằm ở trong cơ quan công an của huyện Đức Hòa. Tức nghĩa là huyện Đức Hòa, công an huyện Đức Hòa, người ta lý luận rằng công an huyện Đức Hòa vừa là người bị hại nhưng mà cũng vừa là cái người tiến hành tố tụng. Kiểu như là vừa đá bóng vừa thổi còi, tức nghĩa là anh bị xúc phạm, anh bị người ta nói sai và bị người ta vu khống chẳng hạn, hay là bị người ta gọi là đưa ra những cái lý lẽ nó không có cơ sở, và vì cái điều đó nó đã nói rằng vi phạm cái tội điều 331. Thì cái sự yêu cầu của các vị luật sư có lẽ là được chấp thuận một phần trong cái quá trình tiến hành điều tra. Người ta thấy rằng đầu tiên hết thì công an huyện Đức Hòa điều tra, sau đó thì cái hồ sơ đó đã được chuyển lên tòa công an của tỉnh Long An, rồi có cáo trạng, và khi mà có cáo trạng của tỉnh thì họ chuyển về cho tòa án của huyện Đức Hòa xét xử. Thì phía luật sư cũng nói rằng những cái dấu hiệu hay là những cái sự tố cáo của họ đã ghi trong cái đơn để mà gửi lên các cái cơ quan chức năng đó, thì đến ngày hôm nay vẫn chưa có cái trả lời thỏa đáng, hoặc là chưa có một cái trả lời bằng văn bản chính thức, cho nên là người ta nói rằng là cái việc mà phản hồi hay là cái phiên tòa không nên tiếp tục mà phải dừng lại. Và những cái ý kiến có cái sự khác nhau giữa các vị luật sư và những người là giữ quyền công tố tại phiên tòa. Hôm nay thì tại phiên tòa quyền công tố được 2 người, trong khi đó phía bên luật sư đó thì có thể là 5 6 người luật sư gì đó, và dĩ nhiên là hội đồng xét xử họ phải họp lại để xem xét có hoãn tiếp tục giống như là ngày 30 tháng 6 hay không. Và cuối cùng thì hội đồng xét xử cho rằng ý kiến của các luật sư về sự vắng mặt của một số thành phần tham dự của phiên tòa đó thì có thể được chấp nhận một phần, và người ta sẽ xem xét và sẽ tiếp tục làm rõ những cái phần ý kiến còn lại mà trong cái quá trình xét xử. Và cho nên là cái tức nghĩa rằng hội đồng xét xử đã không đồng ý hoãn phiên tòa và thấy rằng là cái việc xét xử nên tiếp tục tiến hành, nó không có vấn đề gì cả với những cái người mà có mặt tại phiên tòa là đủ xử rồi. Và tại cái phần thẩm tra lý lịch thì đó là một cái thủ tục chung, tất cả một cái vụ án hình sự nào cũng vậy, khi mà mở đầu cái phiên tòa là phần thẩm vấn lý lịch, coi cái các bị cáo có đúng người đó không, rồi cái lý lịch của họ như thế nào. Thì thường những cái lý lịch này cũng đã được phía bên cơ quan công an hay là cơ quan viện kiểm sát, người ta cũng đã ghi rất là rõ trong cái kết luận điều tra hay là trong cái cáo trạng, nhưng mà tại phiên tòa người ta vẫn thẩm tra lý lịch lại một lần nữa. Nhưng mà hôm nay thì thẩm tra lý lịch có một cái điều rất là vui, vụ án này thì bị dư luận xã hội hay là ngay cả những người mà hay chỉ trích cái chính quyền Việt Nam thì nói rằng đây là vụ án tôn giáo, đây là cái vụ án có thể là vi phạm nhân quyền, làm cho không người ta tu tập, và nó những người mà trong giáo hội Phật giáo của Việt Nam có khi là chèn ép những người tu tập tự do mặc dù là cũng là đạo Phật, và những người mà bị bắt đó là những người Phật giáo, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà trong cái phần mà thẩm vấn cái kiểm tra lý lịch đó thì ngay đầu tiên hết là thẩm vấn ông Lê Tùng Vân, thì chính ông Lê Tùng Vân thì nói rằng là bị cáo đó là không có cái tôn giáo, bị cáo không theo cái tôn giáo nào hết, và thậm chí thì ông Lê Tùng Vân còn nói là ông Lê Tùng Vân là tình trạng hôn nhân, tình trạng gia đình là độc thân và cũng đang chờ cưới vợ. Nó cũng đều rất là vui buồn cười, và một số các cái bị cáo khác trong cái vụ án này cũng khai rằng là mình không theo một cái tôn giáo nào hết. Như vậy thì
Trước đây những cái sự mà nghi ngờ hay những sự đánh giá của rất là nhiều của dư luận thì nói rằng là những người này họ tu tập theo cái kiểu rằng là lội lốt, hoặc là tu tập không có đúng theo cái giáo hội, hay không có đúng theo cái đạo Phật, và lợi dụng cái đạo Phật hay làm cái kiểu mà cạo đầu rồi làm như là cái nơi để mà thờ cúng, làm cái nơi mà giống như là cái cơ sở thờ tự của Phật giáo, để rồi qua đó biến những cái người trong cái khu đó thành là những cái người ni sư, rồi những cái người chú tiểu, hoặc là những cái thầy như là thầy ông nội gì đại đức gì đủ thứ chuyện hết, tức là hoàn toàn mang chất tự phong. Và những cái điều này là một điều không thể chấp nhận được trong cái con mắt, ít nhất là về mặt đạo đức. Và thời gian qua người ta tố cáo có lẽ là đúng, bởi vì hôm nay các bị cáo ra thừa nhận đó là mình không theo tôn giáo nào hết, cho nên mà mới hát hò, mới đi thi, mới làm đủ thứ trò hết, rồi nói rằng là cái cơ sở mà gọi là nuôi trẻ mồ côi, khuyết tật gì đó đủ thứ chuyện. Nhưng mà cuối cùng đó thì các cái chú tiểu trong cái vụ này được xác định rằng là không phải là chú tiểu mồ côi. Đây là một cái sự lường gạt rất là nặng nề, một cái sự mà đánh vào cái lòng thương hại của bao nhiêu người. Nhiều người thì cứ nghĩ rằng những đứa con này, những đứa trẻ này thật rất là tội nghiệp, nó không có cha mẹ rồi được nuôi nấng, được đem về mà dạy nó rất là thông minh, nó rất là giỏi, rồi nó lại rất là hài hước, lại rất là kỹ năng để mà tham gia một cái chương trình game show và đạt giải nữa. Thì chúng ta thấy rằng tất cả những cái vụ việc này nó có hay không cái sự sắp xếp, và đằng sau của những cái nhóm gọi là năm chú tiểu này là ai, đằng sau cái nhóm mà Tịnh Thất Bồng Lai là ai, có hay không bàn tay của cái nhóm showbiz hay là những cái nhà tổ chức gì biểu diễn gì đó trong tất cả những cái sự kiện này để mà bơm thổi nó lên. Và chính vì cái sự bơm thổi quá đáng và những cái kênh YouTube mà đi ăn theo đó, nó mới làm rối cái sự việc này, và nó có một sự kết nối với nước ngoài nữa, và rất là nhiều các cái đài báo Việt ngữ tại hải ngoại, khi mà gần như có một sự phối hợp nhịp nhàng. Một khi ở trong nước có một sự la làng là một chút về cái vụ án, vụ việc này, tức là ngay khi chưa bị bắt nữa, từ những cái vụ lùm xùm như là cái việc mà đi đến công an Nguyễn Đức Hòa để mà giải cứu một cái người là con của một cái người khác, và bị coi như là nói rằng công an Nguyễn Đức Hòa tạm giữ người rồi giao người không có đúng gì đó, đủ thứ chuyện, và họ đã chỉ trích, họ la làng đủ thứ chuyện hết. Thì tất cả những cái vụ này đó chúng ta thấy rằng có những cái sự buồn cười khi mà các bị cáo khai như vậy. Thí dụ như bị cáo Lê Tùng Dương, còn Lê Tùng Dương thì còn trả lời tại phiên tòa rằng là mình không biết cha cũng không biết mẹ, và cũng không hiểu tại sao trong lý lịch ghi là con của bà Cao Thị Cúc. Và riêng đối với bị cáo Cao Thị Cúc đó thì cũng phủ nhận cái lý lịch luôn, và nói rằng cái lý lịch ghi bà Cao Thị Cúc có hai con, và cho rằng con của mình đều là do những cái người khác đưa nuôi, chứ bị cáo không có phải là có con. Và chúng ta thấy rằng các cái vị luật sư đó thì tiếp tục đề nghị rằng tại phiên tòa phải có cái người bị hại cụ thể, nhất là ông Thích Nhật Từ. Bởi vì thời gian vừa qua chúng ta thấy rằng nhiều cái kênh YouTube, ngay cả cái kênh YouTube của cái ông gọi là luật sư Trần Văn Sĩ gì đó cũng chỉ trích ông Thích Nhật Từ rất là nhiều. Những cái phần này chúng ta thấy là một cái điều rất là khó chấp nhận được. Và tại phiên tòa đó coi như là chúng ta thấy rằng cái việc mà triệu tập thêm các cái người bị hại đó thì các luật sư còn đề nghị thay đổi thẩm phán nữa, thậm chí là thay đổi luôn chủ tọa phiên tòa. Và tuy nhiên thì sau đó khi mà vào phòng hỏi án xong á, hỏi ý xong, thì hội đồng xét xử đã công bố bác bỏ tất cả các cái đề nghị của luật sư và cái vụ án được tiếp tục. Tức là luật sư đề nghị hai lần, khi mà đầu tiên hết là có một sự vắng mặt, người ta đã hỏi ý kiến của viện kiểm sát, hỏi ý kiến của luật sư, khi đó thì các vị luật sư thì cũng đề nghị hoãn và phiên tòa họ dừng lại để mà hỏi ý, hỏi ý xong rồi tiếp tục. Tiếp tục thì đến một cái phần mà thẩm tra lý lịch đó thì các cái luật sư tiếp tục đề nghị nữa, đề nghị là phải có mặt thêm, là cụ thể nhất là luật sư muốn có mặt của ông Thích Nhật Từ, và nói rằng người bị hại phải có mặt theo cái sự triệu tập của tòa án.
và người bị hại có nghĩa vụ như bị cáo. Tuy có muốn luật sư bào chữa cho bị hại, nhưng khi thẩm vấn chúng tôi phải hỏi ai và phải làm sao để cho chúng tôi biết rằng là ý chí của họ như thế nào, tức nghĩa là các vị luật sư muốn lôi ông Thích Nhật Từ ra. Nhưng mà ai cũng hiểu được rằng ông Thích Nhật Từ đã có một cái đơn tố cáo và sau đó thì cũng có những cái lời trình bày với phía cơ quan chức năng, có lẽ là trong hồ sơ vụ án người ta cũng đã có những cái lời trình bày đó rồi. Cho nên là cái việc mà có mặt hay không có mặt tại phiên tòa thì tùy theo hội đồng xét xử họ nhận định, và họ có thể nói rằng cái chuyện đó là không có quan trọng. Và trong vụ án này, đối với cái điều 331 đó, những người mà tố cáo, những người mà nhóm của cái tỉnh thất Bồng Lai mà họ xâm phạm, không chỉ là ông Thích Nhật Từ không, còn có cơ quan công an, còn có các vị điều tra viên, và những cái người mà bị tác động đó người ta có mặt, thì dù cho ông Thích Nhật Từ không đến hay ngay cả có rút đơn tại phiên tòa đi nữa, không có xem xét cái hồ sơ của ông Thích Nhật Từ, thì với những cái người bị hại khác, tòa án người ta vẫn có thể đủ cơ sở để mà xét xử. Chỉ cần mình vi phạm trên một người hay là trên một cái cơ quan, một cái tổ chức, còn đối với ông Thích Nhật Từ là một cái cá nhân, làm còn xâm phạm đến Phật giáo nữa, bởi vì trong cái vụ án này người ta có nhắm tới cái việc là xúc phạm cái tôn giáo, tức là xúc phạm đến cái Phật giáo. Cho nên rằng cái việc mà có mất đi một cái người gọi là ngay cả nguyên đơn dân sự trong cái vụ này đi, hay là những cái người tố cáo đi, một cái người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, một cái người bị hại đi, thì nó cũng chưa, có thể là cũng không không có quan trọng, tùy theo cái vụ nhận định của tòa án. Và cho nên là chúng ta thấy rằng cái vụ việc này đó nó trở nên rất là hấp dẫn, bởi vì nó có một sự đấu đá và nó có một sự tranh cãi với nhau ngay từ đầu. Thì chúng ta chưa nói là cái phiên tòa này xử đúng hay là xử sai và xử tuyên án như thế nào, bởi vì chưa tuyên án, và cái phiên tòa này nó có cơ sở hay không cơ sở. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta muốn nói một cái điều là các vị luật sư trong cái vụ án này, nhất là những người mà bào chữa cho phía bên các bị cáo đó, thì khi mà chưa mở ra cái phiên tòa, không hiểu tại sao người ta lại bung ra quá nhiều các cái tài liệu và tung ở trên mạng xã hội, thậm chí là tung lên một số các cái đài báo Việt ngữ ở tại hải ngoại. Thí dụ như là toàn văn của cái đơn gọi là tố cáo về cái sự sai phạm tố tụng mà do ngay cái luật sư gọi là Trịnh Vĩnh Phúc, là một trong những cái luật sư bào chữa cho các bị cáo này, đọc rồi đã phát trên một cái kênh YouTube. Rồi ngày cách đây mấy ngày đó thì cái trên cái kênh của một cái vị luật sư khác nữa thì nói về cái vụ án này, các vị luật sư có viết và nói rằng họ đề nghị triệu tập, phiên tòa triệu tập, và thậm chí là thay đổi cái cách nhận định hay là chuyển cái tư cách của những người mà được triệu tập đến phiên tòa, thậm chí là như là những người với tư cách là tòa xác định là nhân chứng thì họ nói là những không, những người đó không phải nhân chứng, những người đó có thể là người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan. Rồi họ còn đề nghị triệu tập thêm rất là nhiều người, đầu tiên đề nghị triệu tập thêm 22 người, sau đó thì đề nghị thêm hình như đầu tiên hơn 12 người, sau đó triệu tập thêm 20 26 người hay gì đó, tất cả là 38 người tất cả. Và không hiểu sao cái kênh YouTube đó gọi là cũng một người luật sư, thậm chí là tự xưng rằng mình làm trong nghề 20 năm trời, nhưng mà lại đi đọc tên tuổi rồi những cái cơ quan, những cái đơn vị, những cái kênh YouTube mà bị triệu tập ra với tư cách là coi như là người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan. Tức nghĩa là có khá nhiều các cái tình tiết trong cái vụ án này mà người ta làm luật sư, người ta có thể tiếp cận đến cái hồ sơ vụ án, có thể tiếp cận với các bị cáo hay là những người có liên quan tới cái vụ án này mới biết được các thông tin. Và tại sao phiên tòa chưa xét xử mà các vị luật sư đó họ lại tung ở trên mạng xã hội, tung ở trên kênh YouTube, mà thậm chí là có người thì lên cũng giải thích luật lệ lung tung sàng ngầu hết, giải thích về cái quyền của luật sư được phép thế này, luật sư được phép như thế kia, luật sư được quyền bào chữa, được quyền đại diện, được quyền gặp bị cáo, được quyền đưa ra chứng cứ, được quyền xét hỏi nếu như được cho phép, luật sư được quyền vào trại giam, được đủ chuyện.
Nhưng mà những cái quyền đó thì cái quyền rất là cơ bản rồi, ai cũng hiểu được rằng không có cái quyền đó thì các luật sư có mặt tại phiên tòa làm sao được. Cái quyền đó đã quy định rất là rõ rồi, nó rất là tiểu học. Ai cũng hiểu được rằng những cái quyền như vậy là cái điều rất là tất yếu. Và luật Việt Nam cũng vậy thôi, người ta cho cái quyền đó. Nhưng mà luật sư có quyền là một chuyện, còn cái việc mà anh có được quyền đề nghị, anh có quyền kiến nghị, anh có quyền đề xuất, anh có quyền tranh thuận luận, anh có quyền đưa ra cái kết luận theo cái suy nghĩ, cái nhận định của mình. Tuy nhiên thì ở phía bên tòa án, ở phía bên cơ quan tố tụng, tiến hành tố tụng đó, người ta có chấp thuận hay không, đó là cái quyền của người ta nữa. Mà người ta chấp thuận mà nếu sai, hoặc người ta bác mình sai, thì mình có quyền khiếu nại, và căn cứ theo luật pháp người ta sẽ xét xử các cái cấp này cấp kia cấp nọ. Nhưng mà có một cái điều rất là sai trái khi mà những vị luật sư, chúng ta không có nói hết mà nói một số người thôi, không hiểu tại sao lại tung lên mạng xã hội. Cái tung mạng xã hội không phải là tòa án, mạng xã hội không có cái quyền mà để mà quyết định cái gì cả. Cho nên là những cái việc mà tung ra những cái thông tin như thế này thể hiện một cái điều rằng họ họ thì họ luôn tự xưng là các cái vị luật sư là can đảm, là dám đối đầu, là coi như là cái vụ các vị luật sư gọi là dân chủ, các vị luật sư anh hùng gì đó, theo như một vài các cái đài báo chống cộng hải ngoại họ tôn sùng những người này lắm. Họ tôn sùng là các vị luật sư, trong đó có những vị luật sư đã từng tham gia các cái vụ như là Đồng Tâm chẳng hạn. Trong các vụ Đồng Tâm cũng vậy, các vị luật sư nói là không tội, nói là không có căn cứ, nói rằng là đề nghị hoãn phiên tòa, trả hồ sơ, nói là thậm chí là họ đưa ra khá nhiều các cái đề nghị rằng phải diễn tập lại, phải dựng lại hiện trường cái vụ đốt người, cái vụ té xuống dưới cái hố như vậy, cái vụ cháy trở thành than như vậy, mà đi dựng hiện trường làm sao mà dựng được, họ vẫn cứ yêu cầu thôi. Thì ai cũng hiểu được trong cái tiến hành tố tụng hay sự tham gia của các vị luật sư đó, thì những cái hệ thống mà xét xử thì các vị luật sư là những người mà họ muốn nói gì họ nói họ không chịu trách nhiệm gì cả. Còn các cái vai trò khác thì họ phải có trách nhiệm. Ví dụ thẩm phán, ví dụ như điều tra viên, ví dụ cái kiểm sát viên, những cái sự làm sai có thể bị trả giá bằng tù tội. Trong khi các vị luật sư họ muốn nói gì, họ vụ án có tội đó, nhưng mà họ nói không tội, họ cũng chả làm sao hết. Và thậm chí là vụ án có tội, họ cứ cố cãi, họ cứ cố nói, họ phán đại luôn, họ nói là vụ án này là có tội. Thì họ nói ngược lại cũng được, không sao hết. Họ không có bị cái trách nhiệm gì cả. Người đương sự thân chủ mướn mình thì mình làm thôi, và mình nói theo cái kiểu là nói cho có, nói để mà lấy tiền. Và trong vụ án này cho thấy rằng nó có một cái điều gì đó, nếu như mà luật pháp Việt Nam căn cứ theo cái luật luật sư hay là các cái đạo quy chuẩn xử sự gì đó các vị luật sư, hay là quy tắc nghề nghiệp gì đó, không biết là các cái quy định như thế nào, nhưng mà việc mà các vị luật sư mà cứ lên trên mạng xã hội, lên trên các cái kênh YouTube và trước cái phiên tòa xét xử mà lên bàn luận thế này, rồi thậm chí là có còn đưa ra những cái lời hăm dọa nữa. Thí dụ như trong cái kênh của luật sư Trần Văn Sĩ đó, là còn nói rằng là cái phiên tòa mà bây giờ các vị luật sư họ có những cái ý kiến, có những sự xem xét, nếu mà không được sự xem xét hoặc là bị phớt lờ, dùng cái từ phớt lờ nghe hết hồn, thì đây là một cái vụ rất là đáng buồn, đáng tiếc, đáng thương, đáng gì đó. Rồi thậm chí là còn đe dọa rằng là nhắc đến cái vụ mà ông Chấn chẳng hạn, hay là cái vụ mà bảy người bị cáo ở dưới Cà Mau mà bị xét xử mà không tội đó phải bồi thường, thì để mà răn đe các vị thẩm phán, bởi vì cho rằng là cái vụ luật sư của cái vụ ông Chấn mà xử không tội đó, thì cái vị mà thẩm phán của phiên tòa phúc thẩm đó là vì không nghe các ý kiến, phớt lờ tất cả những cái lời yêu cầu, cho đó thì cương quá mà xử người ta có tội, do đó thì phải bị khởi tố và phải bị đi tù. Thì trước cái phiên tòa mở ra như vậy mà họ muốn răn đe, họ muốn nhắn nhở, và các cái thẩm phán ở ở Long An, ở Đức Hòa là phải coi đó như là cái tấm gương. Nhưng bây giờ chúng ta nhìn lại thực tế đi, kể từ khi mà Việt Nam có bộ luật hình sự năm 1985 rồi, cái tố tụng hình sự, nói chung rằng á là có bao nhiêu các cái vụ án hình sự mà bị xử không tội, bao nhiêu một năm đó, Việt Nam xử nguyên cái cả nước Việt Nam xử mấy chục ngàn hay là mấy trăm ngàn cái vụ án hình sự, và chúng ta nghe rằng có bao nhiêu vụ bị gọi là bị hoang sai,
có bao nhiêu vụ phải bồi thường, phải xin lỗi. Dĩ nhiên là có, thỉnh thoảng vẫn có, ngay tại Hoa Kỳ cũng vẫn có đầy. Nhưng mà cái đó là số đó mà so với cái tỷ trọng nó rất là ít. Và bây giờ ngay cả cái điều 331 Bộ luật hình sự cũng vậy. Có bao nhiêu cái vụ mà đã truy tố điều 331 Bộ luật hình sự mà đã xử không tội rồi, không có một vụ nào cả. Ngay cả như cái vụ ở Long An, cũng tỉnh Long An, và gọi là trong cái đám gọi là đấu tranh dân chủ cùi đó, cái vụ mà Đinh Đinh không phải là anh của Đinh Nguyên Kha, là cũng bị xử về cái tội đó, nhưng mà sau đó thì họ bị cái bản án chứ, chỉ là cho tha tù thôi, ra tù sớm thôi, được giảm án thôi, chứ không phải là không tội. Do đó thì chúng ta thấy rằng cái việc mà các vị luật sư lợi dụng trên cái mạng xã hội, lợi dụng các cái kênh YouTube để mà lên đánh bóng mình, rồi để mà đưa ra những cái ý kiến dọn đường dư luận và tạo ra những cái thông tin nó bung ra trong mạng xã hội để mà cho người ta nhầm lẫn, rồi đánh gọi là nhập nhằng, sập xí sập ngầu, làm cho người ta giải thích những cái luật pháp nó theo cái kiểu rằng chứng minh rằng giống như là luật sư có cái quyền này quyền kia. Nhưng mà thực tế là chúng ta thấy rằng những cái làm dọn đường dư luận như vậy là một cái điều nó rất là vô đạo đức, và nó phi gọi là nó có thể là vi phạm, không thể chấp nhận. Ngay tại Hoa Kỳ cũng vậy, ngay tại bất cứ một cái nước nào mà phát triển đó, thì các vị luật sư khi mà đã nhận một cái vụ án rồi, đã ngay cả như là bản thân của chúng ta đi mà tham gia được mời làm hội thẩm chẳng hạn, ví dụ ở tại Hoa Kỳ khi mà bị mình gọi là vào cái bồi thẩm đoàn đó, người ta cũng nói rằng là đã tiếp xúc với cái vụ án này, đi về không có được nói với ai hết, và cũng không có bàn cãi với ai, không có tiếp xúc với những người tiến hành tố tụng, không tiếp xúc với các vị luật sư, không tiếp xúc với những người có liên quan, không tiếp xúc với ai hết, và cũng không có nói quan quan giống như bà Tám nữa. Luật sư chứ không phải bà Tám. Thí dụ những anh YouTuber, những cái người mà cá nhân, các cái người bán chè bán cháo ngoài đường á, người ta có thể là đem ra họ bàn luận, họ nói cái gì cũng được, nhưng mà mình biết cái nội dung vụ việc rất là rõ, mình phải đi lên mình làm ông Tám bà Tám, thì cái điều này không thể chấp nhận. Và tại sao người ta cho mình tiếp xúc với cái hồ sơ, tại sao người ta cho biết cho mình tiếp cận với cái vụ án, là bởi cái tư cách luật sư của mình, và người ta cấp phép và người ta cho mình cái quyền bào chữa, có cái quyền vào đọc hồ sơ, có cái quyền để mà nắm bắt cái vụ án. Nhưng mà nắm bắt vụ án để làm chi? Để bào chữa cho tốt, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cái đương sự nó tốt, và đó là cái thực hiện theo cái quyền của công dân. Nhưng mà thực hiện ở đâu? Không phải là thực hiện ở chợ cá, không phải là thực hiện ở cầu ông Lãnh hay là chợ cầu muối, mà là thực hiện tại phiên tòa. Và luật sư là tranh tụng tại tòa chứ không phải lên YouTube. Có thể là các bạn có thể nói rằng là bây giờ là dân chủ, là nhân quyền, là tự do ngôn luận, Việt Nam bây giờ cũng phải như vậy, phải được quyền nói, luật sư còn phải càng được nói và giải thích pháp luật và tuyên truyền pháp luật. Nhưng mà tuyên truyền pháp luật là một chuyện, nhưng mà lợi dụng cái kênh hay là lợi dụng đài báo, lợi dụng cái truyền thông để mà đưa cái vụ án của mình, bơm thổi cái vụ án của mình, dọn đường dư luận để mà làm cho người ta sai lệch, và đưa ra để mà tranh luận một cái vụ việc đang chuẩn bị xét xử, là một điều không thể chấp nhận. Chúng ta đặt giả dụ đi, thí dụ như cái quyền tự do ngôn luận đối với các luật sư là có, cho mở các cái kênh YouTube như vậy, và người ta được quyền đưa cái vụ việc của mình lên. Như vậy thì các vị thẩm phán được quyền mở không? Các vị thẩm phán hay là các điều tra viên, các kiểm sát viên, hay ngay cả thư ký của tòa án đi, người ta cũng có khả năng tiếp cận vụ án, tiếp cận hồ sơ. Thì bây giờ họ biết cái vụ án, họ đem lên họ làm YouTube, và hôm nay chúng tôi có đọc được cái hồ sơ, thấy là cái ông A chém bà B, bà B đâm ông nọ, rồi ông nọ ghen ông kia tạt cái xít bà nọ, đủ thứ chuyện đi ra mà quang quang làm bà Tám. Tất cả những vụ việc như vậy thì điều gì sẽ xảy ra, và cái tính chất đạo đức, cái tính chất chuyên môn nằm chỗ nào, và những cái khách hàng đó thì nên né tránh những cái người này. Nếu mà luật pháp của Việt Nam còn lỗ hổng đó, mà chưa có một cái chế định hay là chưa có một cái quy định gì để mà khống chế các vị luật sư trong những cái trường hợp này, thì phải nên có những cái quy định. Chứ còn để như tình trạng hiện nay chúng ta thấy rất là bát nháo, vi phạm hình ảnh, vi phạm tên tuổi 38 người mà bị xác định rằng là những người bị hại là những ai, những cái YouTube nào, những cá nhân nào tự nhiên đọc tên người ta lên như vậy, và lôi bình bàn luận ở trên mạng xã hội, bàn luận ở trong kênh YouTube của mình,
làm cho người khác họ nghe là ô ghê quá, các vị luật sư giờ tố cáo những người này có liên quan, những người này sẽ ra với tư cách là sẽ bị tới đây có thể bị tội, tới đây sẽ bị này kia. Ai cho phép mình làm như vậy? Và một khi mình nhận bào chữa một bên á, thì mình tố cho bên kia. Thì thí dụ như là có khá nhiều các cái sự chỉ trích cái ông gọi là thượng tọa, coi như Thích Nhật Từ, nói rất là nhiều, nói ông Thích Nhật Từ là giữ các cái nhiều chức vụ rồi à, ông Thích Nhật Từ làm kiểu như đạo đức không có tốt rồi hoặc là nhiều thứ khác lắm, nói chung là gièm pha nhiều thứ, gièm pha để làm chi. Mặc dù ông Thích Nhật Từ là một người gọi là bị hại trong cái vụ án, mình là những người bào chữa hay là những người mà tham gia cái vụ án này, với tư cách thì mình bào chữa cho bị cáo, thì bào chữa cho bị cáo thì chỉ dựa vào cái chỗ rằng là người đã truy tố có đúng hay không, và những lời tố cáo của ông Thích Nhật Từ đó nó có cơ sở hay không. Chứ còn bây giờ mình xác nhân thân ông Thích Nhật Từ để làm gì, và thậm chí là nói là ông ta có giữ nhiều chức vụ cũng để làm gì, hoặc ông ta có thuyết giảng chỗ này chỗ kia, có làm trụ trì chùa này chùa nọ, nó không liên quan đến cái vụ án này. Có liên quan cái vụ án này là những cái lời tố cáo đó, là nói rằng là trong cái nhóm Thiền Am này sử dụng các cái kênh YouTube, hầu như là cái kênh YouTube mà gọi là Năm Chú Tiểu gì đó, là Thiền Am bên bờ vũ trụ đi, để mà làm có những cái sai phạm, trong đó người ta nói có 5 cái view clip. Và cái việc xét xử đó đến ngày hôm nay người ta thấy rằng ở trên kênh YouTube Năm Chú Tiểu vẫn còn hoạt động. Như vậy thì cái kênh đó ai điều hành và đã có sai phạm như vậy rồi, tại sao vẫn cứ hoạt động, và ai đứng đằng sau những cái kênh như thế này? Tất cả những cái điều này cơ quan pháp luật có lẽ là phải giải quyết. Quay trở lại các vị luật sư, thì chúng ta thấy rằng cái việc mà đem ra mà làm tố cáo đủ thứ chuyện ở trên mạng xã hội đó, thì nó thể hiện nhiều ý thứ, nó thể hiện rằng các vị luật sư là không tin tưởng pháp luật, không tin tưởng vào cái hệ thống, cái bộ máy gọi là tư pháp của Việt Nam, và nói rằng là thà là người ta đưa lên dư luận, người ta có thể là bàn cãi lên đó để mà đánh động, bây giờ có thua đi nữa thì dư luận ủng hộ, dư luận tạo áp lực, dư luận nếu mà xử sai đó, xử khác với cái ý kiến mà họ đưa ra trước đó, thì tức nghĩa là tòa án chả ra gì, cái hệ thống pháp luật của Việt Nam không có ra gì hết. Và đối với những cái người mà gọi là thân chủ đó, không biết là người mà được mướn đó thì người ta nghĩ sao, chứ những người mà chưa được mướn giống như chúng tôi mà chưa được mướn những cái ông này, những cái bà này, thì bây giờ mình nhìn lại mình thấy mình sợ. Mình sợ là ủa mình nhờ họ rồi, có một lúc nào đó mà họ họ lên họ biết những cái công việc của mình, bắt đầu họ lên họ nói tùm lum hết. Cái ông này ly hôn với bà kia, rồi kết hôn với bà nọ, rồi có mấy con, mấy nhà, mấy cửa, mấy gì gì. Tức nghĩa là họ làm thân chủ, họ làm bào chữa cho mình hay là họ giúp đỡ cho mình làm giấy tờ thì họ phải nắm. Họ nắm mà họ trở thành ông tám bà tám hết thì coi như là chỉ có tôi thôi, làm sao mà sống nổi. Tất cả những cái vị luật sư như thế này đó có lẽ nói rằng một cái sự rất là vi phạm rất là nhiều. Và ngay tại Hoa Kỳ đó thì mỗi cái tiểu bang họ có một cái bar association, tức là trên một cái trang mạng á, theo như là cái liên đoàn luật sư đi, thì cũng có dành cho những cái sự khiếu nại, có những cái sự phản ánh. Và nếu các vị luật sư nào người ta cho rằng vi phạm đạo đức, vi phạm nghề nghiệp, có những phát ngôn tầm bậy, có những hành xử tào lao, có những cái sự sai phạm gì đó, thậm chí là cá nhân hay không liên quan đến cái việc mà hành nghề của họ đi, nhưng mà về đạo đức người ta vẫn có thể tố cáo, người ta vẫn có thể lên đó gọi là complain, và người ta chỉ đích danh các cái cá nhân đó, và liên đoàn luật sư người ta sẽ xem xét. Thì được biết rằng ở Việt Nam có các đoàn luật sư, như là những cái vị luật sư mà lên trên mạng thì hô hào là làm YouTube thì cũng nói rằng tôi là luật sư thành phố Hồ Chí Minh các thứ, vỗ ngực xưng tên 20-30 năm, nhưng mà cho thấy rằng cách hành xử nó rất là coi như là rất là kém, nó không có chuyên nghiệp. Và như vậy thì nếu mà chúng ta là những người mà không thích, chúng ta là những người mà cảm thấy rằng họ là làm sai, chúng ta có thể gọi điện đến coi như là đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí là liên đoàn luật sư của Việt Nam, chỉ đích danh cá nhân A, cá nhân B, ông luật sư A, luật sư B làm như vậy là không thể chấp nhận được, hoặc là phải kiến nghị với quốc hội, kiến nghị đến các cái cơ quan quản lý của Việt Nam cần phải có những cái quy định, có những cái chế tài, chứ để mà họ được cái chính quyền này, được cái hệ thống pháp luật của Việt Nam cho phép họ làm luật sư để mà được vào phiên tòa, trong khi những người khác họ muốn đến dự phiên tòa không được, mà luật sư thì được rồi.
họ được gặp bị cáo được đủ thứ chuyện hết, nhưng mà họ biết rồi này, họ quan quan họ đem ra họ nói lung tung như vậy, thì ai mà cũng làm như vậy thì tất cả cái hệ thống pháp luật của Việt Nam nó trở thành cái chợ cá. Cái tưởng tượng như là ông thẩm phán đi đem ra cũng nói như vậy, thì cái điều gì xảy ra? Một ông luật sư là nói rằng các cái vụ mà chúng tôi trong cái vụ Thiền Am này đem ra mà không xét xử, và những ý kiến chúng tôi như vậy thì tại sao các bị cáo thực hiện và tại sao tòa không xem xét? Các bị cáo mà thực hiện như vậy là bởi vì trước đó bắt một cái cô gọi là Diễm My gì đó, một cái cô đó là đã trên 18 tuổi rồi, gia đình không có còn cái quyền quản lý nữa, và cái việc mà chuyển giao ở công an huyện Đức Hòa thì như vậy là sai phạm, là bắt người các thứ. Và chính vì cái sự bắt người đó làm cho những người trong Thiền Am họ kích động, và rất có thể là đó là một trong những nguyên nhân để xảy ra cái sự sai phạm của họ, là họ đứng họ chửi bới ở tại cái Đức Hòa. Thì tất cả những cái lý lẽ như vậy đó, thí dụ các luật sư họ đưa ra và họ nói quan quan trên mạng xã hội, thì bây giờ thí dụ như ông viện kiểm sát, ông cũng làm một cái kênh YouTube mà ông cũng lên ông cãi lại trên đó nữa, ông nói luôn như vậy không đúng, tất cả những cái việc mà bắt như vậy là có cơ sở, người ta có sự thỏa thuận và Cao Thị Cúc có ký giấy để mà chuyển giao, có sự bàn giao đàng hoàng, với giả lại là tại cái cơ quan công an là Diễm My đồng ý chẳng hạn, thí dụ như vậy có ba mặt bốn mặt gì đó người ta đã làm như vậy, tất cả những cái điều này được sự chứng kiến rồi, bên kia cũng không biết trải lại nữa làm lung tung sàn ngầu, thì đó là cái sự mà nó rất là bát nháo, không thể chấp nhận được. Và trong những cái video clip hay là trong những cái trang mạng xã hội, người ta không đủ cái thời lượng, không đủ cái không gian để mà người ta phản ánh toàn cục cái vụ việc, cho nên rằng á, lên YouTube mà nói một phần của cái vụ án là cũng một điều tối kỵ, một điều người ta cũng không chấp nhận. Đây là cái điều mà một cái lỗ hổng rất là đáng tiếc của pháp luật của Việt Nam. Tại sao đến ngày hôm nay người ta không thể nào chế định lại, không thể nào khống chế những cái sự mà phát tán như thế này? Không thể chấp nhận là các vị luật sư giống như là ông Trịnh Vĩnh Phúc cầm một cái đơn tố cáo cái cơ quan tố tụng với bao nhiêu là điểm sai phạm và đọc rần rần ở trên mạng xã hội, phát ra trên kênh YouTube. Bây giờ người ta phải xem xét chứ. Xem xét là những cái tố tụng, cái tố cáo sai, vi phạm tố tụng nó có sai hay không, có đúng hay không. Nếu mà đúng hết thì ông nói gì, nếu mà người ta nói rằng anh tố cáo đó là có phần đúng có phần sai, những cái phần sai là như thế nào, những cái phần sai người ta không có mà anh nói là có phải rằng anh đang bị tội hay không. Và bây giờ đưa lên trên mạng xã hội như vậy thì trước mắt là đúng sai chưa biết, nhưng mà xã hội ôi luật sư nó nói như vậy là đúng rồi, cơ quan tố tụng của Long An làm chả ra cái gì hết, và những cái đài báo mà chống cộng ở hải ngoại thì nó ào vào, nó nói rõ ràng rồi, luật sư không nói họ phán rồi, và sai phạm kinh hồn, sai phạm tố tụng một cách điên loạn, và cái vụ án này chả ra cái gì, chả ra cái bùn lầy gì hết, và hệ thống pháp luật này rất là tệ tệ lậu. Tất cả những cái điều này chúng ta thấy nó cứ tồn tại bao lâu rồi, thật ra chúng tôi không muốn nói điều này, nhưng mà vì họ đã xúc phạm rất là nặng nề. Thí dụ như là ông Thích Nhật Từ chẳng hạn, ông Thích Nhật Từ là một người tu hành, chúng ta chưa nói là đạo cao đức trọng hay là cái gì hết, nhưng mà nói là họ tấn công ông Thích Nhật Từ một cái điều ở một cái góc cạnh không thể chấp nhận, tức nghĩa là ông ta là một cái người nằm trong cái vụ án này là người bị hại, thì bây giờ chỉ trả lời là ông ta có bị hại hay không. Và những cái điều mà ở phía bên Thiền Am á, tấn công như vậy thì có xúc phạm hay không, có phải là những cái tin đúng hay không, chứ còn bây giờ đi chứng minh môi móc những cái chuyện ổng đi bêu bêu riếu, ổng đi làm đủ thứ chuyện, có khi mình là luật sư mình bêu riếu người ta đó, mình lại rơi vào cái chỗ nó tư cách là bị cáo đó, bị cáo rằng là mình cũng là rơi vào cái điều 331 bộ luật hình sự, cho nên những cái sự phản cảm như thế này chúng ta đang muốn nói nhiều hơn nữa, nhưng mà thôi tạm thời thì tạm dừng ở đây đi, và chúng ta sẽ trở lại cái vấn đề này trong một cái chương trình tới. Rất là cảm ơn quý vị. Xin kính chào.